này nâu về nhá. Bán em nâu mới. Con vẫn là nâu nhá, ăn thì con lợn lắm. Nâu bị lợn nhập. Ăn thì con tối này nữa, cho nó quả nữa nha. May thế ăn được. Hả? Ăn được này thì không cần phải ấy nữa rồi. Không cần phải uống sữa. Ăn được cơm rồi. Ừ. Con này chết đói này. Con này thế này. Là nâu chết đói. Đây, này em. Nâu. Còn nâu. Ăn đi. Ăn đi ba quả vải. Ai dạy mày ăn hết ba quả chục chục. Cơm thôi, thế thôi. Con nâu nhà mình ăn yếu hơn này. Nâu cái loại cân xác, nâu lẩu nâu uống sữa rồi. Nâu cứ ngồi uống sữa như con ma mút ạ. Con này thích cho nó uống. Như không, con này lớn rồi. Con này là lúc nâu 6 tháng rồi này. Là nâu đang cai sữa đây này. Đang vật vã cai sữa, con này lớn hơn nâu nhiều, béo. Anh lái xe nó bảo là khỉ, bảo khỉ cứ bảo anh chó. Thằng lái xe á? Nó hỏi anh là gì à? Đâu, ông thần cũng bảo con chó. Sợ bọn nó lấy mất đúng không? Thế mà bảo luôn không nhẫn nó chạy mất rồi. Ai em gì mà. Thế á? Về nhá, về với mẹ, con lại là con chó nâu nhá. Con chó nâu con này nhá. Có vẻ to hơn đấy đúng không? Ừ, to. Không nhưng mà con này giống, không biết nó giống không? Sao nấu ở đây? Ngon không? Có thích không? Thường lắm. Ăn cố cho lớn khỏe nhá. Nâu. 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 Con tên là Nâu nhá. Không được phá biết chưa? Dạ không có gì con ngoài động vật. Mình cười quá. Bắt rửa cái như tồn được không ạ? Con đi đâu phải đội cái mũ vào nhá. Twinkle little star, how
ăn hết rồi sao? Con này ăn được suốt ngày, ăn khỏe. Nó hoạt động nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đúng không? Ừ. Không cà tưng cà tưng. Chứ nếu mà cà tưng là con kia bị vặt hết tóc rồi. Buồn cười đó. Ăn như người ạ. Thế này mà dạy nó ăn đũa được nhỉ? Nó nhìn thấy mình ăn không biết nó ăn đâu. Nâu ấy. Nâu. Bắt cháy cho nâu. Con nó thích. Nâu nằm thoải mái rồi. Nâu ấy. Bắt nó thích đi. Nó thích lên. Nó cười thật. Êm quá. Êm thích. Nó cũng biết. Tôi lên lấy điện thoại của bố nhỉ. Đấy. Ở trên nhà. Đúng. Chính. Chính đấy. Chính. Giơ tay lên thì giơ mày. Nằm nó đi. Thích. Anh quay từ trên lưng em xuống chẳng thấy có mèo đậu trên lưng em không? Có mèo. Hả? Đấy. Nhà không có gì ngoài đậu vậy. Chán viết rồi rồi. Ăn hết đi. Bạn đâu? Phiên bản 2. Đúng, bạn đâu phiên bản 2. Con bướm. Bạn ấy nằm ngoan cho cô chủ bắt giận, bắt cháy như người. Ê! Con có cháy không? Bố bắt cháy hết cho con là. Con cháy của bố mà. Không có tóc. Con mèo ghen tị vào đòi bắt giận theo. Cho bố có tóc trắng trắng của bố thì kia. Không được. Cái này được hơn, cái này không được. Cái này nó nằm ngoan nằm ngửa. Một buổi đẹp rời. Quay vào con nâu. Tắt cái đèn của lát.
chụp heo. Heo đúng rồi, đứng trước ống kính. Đừng có chụp chụp chụp. Ôi. Thấy rợn như người. Đây là khỉ trẻ con. Đâu. Yên rồi mà, yên ta bắt thấy. Không sợ, nãy nó nằm nó thoải mái, không bắt. Là một ngủ. Bây giờ nó buồn ngủ nhưng mà nó... Là một ngủ. Mẹ nó ở đấy, ủ nó lên nó thấy. Nó thích cái gì đó.